Chào quý vị và các bạn. Các bạn đang nghe audio trên kênh Dinh Ly, người đọc truyện. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bộ truyện Tiệm đồ cổ Á Xá, tác giả Huyền Sắc. Phần 50, lời tác giả và dòng thời gian chủ chủ tiệm. Chủ đề của tiệm đồ cổ Á Xá tập 4 có liên quan tới lịch sử đã trôi qua. Lục Tử Cương và bác sĩ cầm la bàn lạc thư cửu tinh trong tay, vì muốn tìm kiếm tung tích của gã chủ tiệm nên hết lần này tới lần khác xuyên không về ảo ảnh trong quá khứ. Đây cũng là tình tiết tôi luôn muốn miêu tả. Lịch sử xét cho cùng có thể thay đổi được hay không? Dựa vào tổ hợp phương trình mắc xoan giành được và được chứng thực bằng thực nghiệm michelson morley nguyên lý không đổi của tốc độ ánh sáng đã trở thành một trong những luận cứ quan trọng của thuyết tương đối theo nghĩa hẹp do Einstein đưa ra. Tháng 9 năm 1905 trong bài viết luận văn thuyết tương đối nổi tiếng bàn về điện động lực học của các vật thể chuyển động do Einstein phát biểu trên Vật lý học niên giám nước Đức, trong độ có nhắc đến một câu nói khiến cả thế giới phát cuồng, giống như kết quả trước đây của chúng tôi, tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng không có khả năng tồn tại. Tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng có thể vượt thời gian không gian thực ra không phải ý chính của Einstein, nhưng điều này không ngăn cản nhân loại ảo tưởng thử sức và cố gắng hết lần này tới lần khác. Người đầu tiên đem thứ ảo tưởng này biến thành hành động chính là các tiểu thuyết gia khoa học giả tưởng. Từ đó có tiểu thuyết liên quan tới xuyên không xuất hiện liên tục, không thể nào đếm xuể. Tại sao mọi người không chống đỡ được dòng đề tài này, cứ chìm vào việc miêu tả tình tiết không thể dứt ra được. Đó chính là vì bất kể là người hay quốc gia, đều có chuyện hối hận, muốn làm lại từ đầu nhỏ thì như không may lỡ tay đánh vỡ bát đĩa, lớn thì như tiếng kêu ai oán khắp nơi, nếu có cơ hội có thể làm lại từ đầu, có thể có đủ cơ hội cứu vãn. Ôm suy nghĩ như vậy nên tôi bắt đầu sáng tác tiệm đồ cổ á xá 4, nhưng ngay từ ban đầu vẫn có những quản lịch sử không dám động vào, khiến người ta đau buồn, cố gắng bắt đầu viết từ những tình tiết khá nhẹ nhàng. An lạc công chúa trong váy chức thành giống như cô bé lọ lem phiên bản đại đường, Lúc ra đời là một cô gái ngay cả một tấm chăn bao bọc cũng không có. Sau khi lớn lên đã trở thành công chúa ai ai cũng ngưỡng mộ. Cởi bỏ tấm áo lam lũ, khoác lên mình lụa là gấm vóc hoa mỹ, nhưng không thể che giấu nổi dục vọng đã méo mó trong lòng. Vào tháng năm đẹp nhất của nàng đã bị đau kề cổ, nếu như cho nàng cơ hội trùng sinh, liệu nàng có can thiệp vào triều chính, xa xỉ, dâm dật, mưu toan vị trí xa vời không với tới phân đẳng cấp không phải là quần áo, mà là con người. Ngọc Ông Trọng kể về một câu chuyện liên quan tới hiểu nhầm. Một miếng Ngọc Ông Trọng bị lời nguyền, lưu truyền trên thế gian, nghe nói sẽ mang lại rất nhiều vận xui cho chủ nhân. Trên thực tế Ngọc Ông Trọng đã che chắn cho chủ nhân hết tai họa này tới tai họa khác, bị nứt vỡ hết lần này tới lần khác. Không biết lúc Vương Tuấn Dân mắc bệnh điên mà chết, nếu biết được Ngọc Ông Trọng đã vì hắn mà thêm nhiều vết nứt liệu có hối hận không kịp không ai cũng vậy chẳng bao giờ nhìn thấu chân tướng ai cũng muốn một cái chui thiên như ý đây là một vật thần kỳ chỉ cần ước nguyện là được như ý đã hoàn thành tâm nguyện của lý định viễn chàng thiếu niên bị huyết hận thâm thù làm mờ đôi mắt cuối cùng vẫn không thể nào lựa chọn được thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình là gì vậy thì chàng đã bị định mình sắp đặt chẳng giành được gì cả ai ai cũng mong muốn mọi chuyện như ý nhưng thực tế luôn không như mong muốn. Một đồng xu có mặt trước và mặt sau, giống như mọi chuyện trên thế gian này vậy, có người thích nhìn từ mặt trước, cũng có người thích nhìn từ mặt sau. Nhưng tiền vô bội lại là đồng xu có hai mặt trước, mặc dù thể hiện thái độ khá cực đoan nhưng cũng thể hiện niềm tin kiên định. Lịch sử được kể lại trong tiền vô bội cũng chính là sự tích địch bệnh anh dũng hy sinh cho tổ quốc. Trên thực tế chỉ có một câu nói ghi trong sự sách thậm chí trong một số sách sử không có ghi chép gì. Trong dòng chảy của lịch sử, vô số tướng sĩ đều như một giọt nước, thỉnh thoảng tạo nên gợn sóng nhưng ngay lập tức lại tan biến không còn dấu tích. Thực ra ban đầu tôi định viết về địch thanh, một tướng quân tướng mạo tuấn tú giống lăng lăng vương trong lịch sử phải đeo mặt nạ mới có thể ra trận. Thân thế của địch thanh còn gặp gình hơn Lan lăng vương. 16 tuổi đã thay huynh trưởng gánh tội, trên mặt bị khắc chữ, sau đó vượt ngục đi lính từ cấp dưới đấy từng bước từng bước trở thành võ tướng hàng đầu đại tống cả quá trình đều giống như một cuốn tiểu thuyết truyền kỳ lịch sử của tiền vô bội cũng tồn tại có thể thấy địch thanh không chỉ anh dũng thiện chiến mà mưu lược cũng xuất sắc cuộc đời của địch thanh là truyền kỳ nhưng tôi càng tìm hiểu càng cảm thấy uất ức thay ông ấy triều tống trọng văn khinh võ chuyện này ai cũng biết sinh không gặp thời cũng là điều bất lực của địch thanh cuối cùng chỉ có thể kết thúc trong uất hận nhưng giống như đồng tiền xu có mặt trước và mặt sau triều tống trọng văn khinh võ nhưng trên thực tế cũng duy trì căn cơ trị an lâu dài võ tướng làm loạn thời trung hậu kỳ đời đường các triều đại của ngũ đại thập quốc thay thế liên tục đã giống lên hồi chuông cảnh tỉnh cho triều tống từ đời thái tổ đã xây dựng nền móng cho cả triều tống giống như tôi từng mượn lời lục tử cương trong truyện để biểu đạt ý của mình triều tống bỏ ra chút tiền để dẹp bọn ăn mày nộp ít tiền bảo kê là có thể giải quyết được mối họa trong lòng, vậy tại sao việc vui lại không làm chứ? Chỉ là sống trong tư tưởng bỏ tiền mua bình an quá lâu, cả quốc gia sẽ rơi vào trạng thái tinh thần không phấn chấn, như thế chính là mất bò mới lo làm chuồng. Vì vậy tôi mang thời gian xảy ra sự việc đặt lên người địch bệnh, đây là một hán tử chân chính, tuấn tú, quang minh lỗi lạc, có nhiệt huyết. Mặc dù danh tiếng của định bệnh trong lịch sử vốn chẳng bằng một nửa so với cha mình, thậm chí phần lớn mọi người đều chưa từng nghe tới tên của địch bệnh. Nhưng tôi hy vọng dùng văn chương của mình có thể khiến nhiều người biết tới sự tồn tại của anh ta, biết trong lịch sử còn có nhiều tướng sĩ như địch bệnh. Vì biên cương, vì dân tộc, vì đất nước mà thề chết bảo vệ, mới mang lại một cuộc sống yên bình cho chúng ta ngày nay. Tiền mất thì hạn cũng đi là một cách, nhưng có lúc không có nghĩa là nhẫn nhịn có thể giải quyết được vấn đề một chiếc thìa gỗ ti nam tiêu có thể chỉ được hướng của đế quân đã gợi lên dục vọng không thể chạm tới trong lòng hồ hợi hắn biết rõ ràng rằng phế huynh trưởng để tự lập là bất nhân không tuân theo chiếu mệnh của phụ hoàng là bất hiếu bản thân hiểu biết nông cạn miễn cưỡng đăng cơ là bất năng người trong thiên hạ đâu phải những kẻ đần độn mà không biết được bên trong có nội tình phải giải thích với người trong thiên hạ thế nào phải báo cáo với liệt tông liệt tổ ra sao. Hồ hợi biết rõ kết cục của mình nhưng không có sức mà thay đổi. Có lúc trời cao thường mang tới nỗi đau hoặc niềm vui không thể gánh vác được, chúng ta phải có nghị lực và tỉnh táo nhận thức rõ ràng vị trí của mình nên ở đâu. Cơ thanh chỉ nhỏ hơn Yên đang 3 ngày tuổi, cả hai là anh em họ, được Yên Vương hỉ đích thân đặt tên cho. Đan và Thanh là màu đỏ thẳm và màu xanh nên không dễ phai màu. Sử gia dùng sổ đỏ để ghi công lao, Dùng sổ xanh để ghi sự việc, từ cổ đăng thanh có nghĩa là sự sách. Cơ thanh và yên đăng ngoại hình giống nhau, có lúc không chỉ người ngoài không phân biệt được ai là ai, mà ngay cả cơ thanh cũng có lúc không phân biệt được. Một đôi dấu sừng tê giống nhau khắc hai cái tên khác nhau, nhưng cuối cùng chỉ có một con dấu sừng tê được lưu lại. Lúc nào mới có thể được coi là trưởng thành thành người? Đó là lúc có thể chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình luôn có độc giả hỏi tôi gã chủ tiệm đã sống như thế nào trong thời kỳ kháng chiến đó là quãng lịch sử tôi vẫn không dám động vào cuối cùng bây giờ bút lực đã khá lên nên tôi mới viết ra câu chuyện khiến mình khá hài lòng khi viết bồ đề tử tôi không ngừng đọc tư liệu lịch sử về niên đại đó trong lòng nặng nề u ám thậm chí lúc viết còn cay mũi ngoe mắt vài lần rốt cuộc một dân tộc phải lụn bại đến bước nào mới bị ép tới mức phải di dời văn hóa một cách thanh thế lớn lao như vậy và rốt cuộc phải đến lúc nào, những vật quý giá này mới có thể không bị phủ bụi, mới có thể được lau chùi sạch sẽ bày trong viện bảo tàng cho người đợi ngắm nghía chiêm bái. Không biết mọi người có còn nhớ bài báo về cái đĩa hình hoa quỳ sáu cánh men xanh của lò gốm ca diêu thời tống trong cố cung không? Khi tôi nhìn những bức ảnh chiếc đĩa vỡ thành sáu mảnh trên mạng, hồi lâu không lấy lại được tinh thần. Trong những tháng ngày chiến hỏa ngút trời khó khăn ấy, chúng ta chẳng hề làm tổn hại một món đồ cổ nào, nhưng lại trong những tháng năm hòa bình dễ dàng làm vỡ nó trong khi bảo dưỡng duy trì thật sự khiến người ta buồn không nói lên lời trân trọng dùng bộ đề tử gửi tặng những học giả và binh sĩ đã có cống hiến với công cuộc di dời văn vật mỗi món đồ cổ chúng ta nhìn thấy trong viện bảo tàng bây giờ đều do họ đã vượt qua trăm ngàn khổ cực cay đắng mới bảo tồn được đừng quên nỗi nhục quốc gia kính cẩn nghiêng mình trước họ ai ai cũng muốn trừng trị cái ác Biểu dương cái thiện, nhưng có nhiều lúc bọn họ vốn chẳng thể nào phân biệt được thiện và ác thật sự. Một chiếc mũ giải trải mới khiến người tộc cùng lương thiện mới có thể nhìn thấy thần thú giải trải. Cái thiện của một người cũng có thể là cái ác của người khác. Nghe theo lòng mình, tức là chí thiện. Tiêu chuẩn thiện và ác trong lòng mỗi người khác nhau. Thiện là gì, ác là gì? Hãy lau sáng đôi mắt, tin tưởng vào phán đoán của mình rốt cuộc một nữ tử thế nào mới không thích châu báu lụa là mà lại thích một cây giáo chiến không rời tay là cây giáo sắc nhất trên thế gian này cho dù biết có một ngày sẽ bị đâm gậy trước một chiếc khiên không bao giờ đâm thủng nhưng vận mệnh cả đời này cũng chỉ có thể tiến về phía trước mà thôi con người tồn tại trên thế gian này cho dù có mâu thuẫn cũng chẳng bao giờ tránh được lấy gì để thể hiện tình cảm thấm thiết giữa hai ta đeo một đôi vòng ngọc trên cổ tay một đôi vòng ngọc xuyên qua thời gian nhưng vẫn không cứu vãn được sinh mệnh đã từng qua đời mỗi người trong cuộc đời này đều có những chuyện cũ hối hận vì thế mới càng trân quý hiện tại tất cả những đồ vật được miêu tả trong á xá không phải món đồ nào cũng có giá trị liên thành giá trị của đồ cổ vốn không thể dùng tiền bạc làm thước đo cho dù là món đồ vài đồng bạc nhưng một khi ở bên bạn nhiều năm nó sẽ mang ý nghĩa khác biệt so với những món đồ khác vì thế phải biết yêu thương những món đồ bên cạnh mình, có thể nhiều năm sau chúng sẽ trở thành đồ cổ. Thỉnh thoảng có độc giả nói với tôi trên Weibo, cảm thấy Á Xá một viết hay hơn Á Xá 2 và Á Xá 3, nhưng trên thực tế phần lớn độc giả phản hồi với tôi là Á Xá càng viết càng hay. Bởi vì bút lực của tôi cũng đang tiến bộ, rất nhiều quản lịch sự trước đây muốn viết nhưng không dám động vào, bây giờ cũng có thể viết ra những câu chuyện khiến tôi hài lòng. Vì thế trong Á Xá một phần lớn đều là những câu chuyện tình yêu đơn giản, đọc rất nhẹ nhàng, độc giả thích tập 1 cũng thường là tuổi khá nhỏ. Á Xá càng về sau tôi dành càng nhiều thời gian, Á Xá hai dần dần trưởng thành, đến độ cổ đế vương trong Á Xá 3. Chỉ cần là những độc giả đã theo dõi suốt chặng đường Á Xá sẽ nhìn thấy sự tiến bộ của tôi. Còn Á Xá 4 mặc dù tưởng như không có chủ đề, nhưng trên thực tế là đang hồi tưởng lại quãng thời gian lịch sử trong 2000 năm của chủ tiệm. Thông qua những chuyến xuyên không của lục tử cương và bác sĩ, cùng thử trải qua sự va chạm của tư tưởng hiện đại và sự kiện lịch sử. Tôi luôn hy vọng những câu chuyện tôi viết ra có thể khiến mọi người sau khi gấp sách lại vẫn tìm tòi suy nghĩ, hồi tưởng nhiều lần, tôi cũng luôn cố gắng phấn đấu theo hướng ấy. Có điều có lẽ vì tôi đã cố tránh việc giảng đạo lý một cách cứng nhắc giảm thiểu những từ ngữ giáo điều thái quá vì thế có một số thứ có nhiều tầng sâu xa, các bạn đọc Á Xá có thể sẽ không nhìn ra được. Cũng may có Baidu Ti Bá của Á Xá, quay bô của tôi có thể kịp thời đọc được phản hồi của mọi người sau khi đăng bài trên tiểu thuyết hội, quả thực có rất nhiều. Ví dụ Thanh Trấn Khuê trong Á Xá Ba, không chỉ nói về chủ đề quy tắc mà tôi còn thông qua việc miêu tả một quãng đời của Phù Tô, từ việc hắn đặt Thanh Trấn Khuê ở nơi cao để ngước nhìn cho tới khi đặt thanh trấn khuê ở trên bàn không dám đụng vào, rồi đến khi lấy hết dụng khí lén chạm vào hai cái, cuối cùng bắt đầu tùy ý nghịch chơi trong tay, để thể hiện quá trình một cậu thiếu nên xây dựng thế giới quan của riêng mình. Trong lòng mỗi người đều có thanh trấn khuê của riêng mình. Chỉ là có một số người đã hoàn toàn bắt chước hình dạng của người khác, có một số người lại thích tự mình đéo gọt. Mỗi người khi xác lập thế giới quan thường sẽ kế thừa quan điểm của trưởng bối, lấy đó làm tiêu chuẩn. Đợi đến khi nhiều tuổi thêm một chút, sẽ dần dần có suy nghĩ của riêng mình, bắt đầu bán tính bán nghi với những lời của cha mẹ. Sau đó kiến thức sẽ nhiều thêm một chút, bắt đầu nghi ngờ lời của cha mẹ. Tới khi bước đầu hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, sẽ không còn chuyện gì cũng nghe theo lời của cha mẹ nữa. Thực ra ở một mức độ nào đó, đây cũng là ngọn nguồn hình thành nên thời kỳ nổi loạn của thanh thiếu niên. Và sau thời kỳ nổi loạn, một người mới có thể thực sự xây dựng cách nhìn của bản thân mình về thế giới này, thực sự lớn lên thành người. Đây cũng chỉ là một ví dụ lấy trong một chi tiết trong thanh trấn khuê mà thôi, còn chi tiết này trong cả cuốn sách hơn một vạn chữ cũng chỉ xuất hiện hơn một trăm chữ mà thôi. Mỗi câu chuyện trong Á Xá tôi đều dành rất nhiều tâm huyết, bất kể là tìm tư liệu hay xây dựng tình tiết, chứ không phải tôi không muốn viết thẳng một số ý nghĩa trong đó ra. Mà là sau khi viết những thứ ấy ra hương vị của cả câu chuyện sẽ bị phá vỡ. Có người chỉ đọc truyện, có người có thể học được những kiến thức lịch sử trong đó, có người lại cảm động vì nhân vật trong truyện, có lẽ những người thực sự đọc hiểu những tâm huyết tôi gửi gắm vào trong câu chuyện mới là những người thực sự đọc hiểu Á Xá. Có điều cũng vì câu hỏi này mà tôi quyết định trong phần hậu ký của Á Xá bốn đơn giản viết ra một phần ý nghĩa của những điều tôi muốn thể hiện của mỗi chương truyện trong tập này. Đúng thế, tôi chỉ là viết ra một phần chủ đề trong đó, có rất nhiều bình luận đánh giá về sách trong ti bá, phân tích từ các góc độ, bởi vì cảm nhận khi đọc sách của mỗi người khác nhau. Trong mắt nghìn người sẽ có một nghìn Hamlet, tôi cũng hy vọng trong lòng mỗi người cổ phán đoán của riêng mình. Đây cũng là cảm hứng lớn nhất khi đọc sách. Đồng thời cũng có người thông qua Weibo hoặc Ti Bá đặt câu hỏi cho tôi, ví dụ cảm thấy tôi dùng từ ngữ trong sách không hợp lý. Có một số chỗ quả thực do thói quen dùng từ của tôi không đúng, nhưng phần lớn là lượng kiến thức của mọi người chưa đủ. Tôi hy vọng trước khi mọi người nghi ngờ, hãy đi tra cứu tài liệu trước đã. Tôi thích mọi người tác tôi trên Weibo, nói mình vốn tưởng từ bà xã trong chương giáo quốc lô là tác giả dùng sai, kết quả sau khi bạn ấy tra tài liệu mới phát hiện ra, từ này đã bắt đầu được sử dụng từ đời đường, chứ không phải ngay từ đầu đã nói tôi dùng từ sai phải là từ này chứ không phải từ kia. Hoan nghênh mọi người động não nhiều hơn, con người và con vật khác nhau ở chỗ chúng ta có đại não có thể suy nghĩ được. Khi tôi học đại học, sách vở là cây cầu giúp tôi thu nạp kiến thức, từ lượng sách vở minh mông học được vô số đạo lý, tôi mới có thể viết ra được á xá, tác phẩm khiến tôi tự hào, và có thể thông qua câu chuyện về gã chủ tiệm, miêu tả lại lịch sử, kể lại đạo lý cho mọi người. Tôi hy vọng sách của mình có thể khiến những độc giả từng đọc sách suy nghĩ sâu hơn sau khi gấp sách lại, cho dù chỉ là tốn vài tiếng đọc sách, thậm chí tốn vài phút đọc một câu chuyện, cũng khiến tôi vô cùng vui vẻ. Xét cho cùng bây giờ đã có cả triệu người đọc Á Xá rồi, trong đầu những người ấy, gã chủ tiệm cũng từng có những khoảnh khắc sống động. Khả năng này cho dù chỉ là tôi ảo tưởng, nhưng cũng đều cảm thấy toàn thân run rẩy, phấn chấn vô cùng có thể có một chỗ trong lòng bạn cho dù khoảnh khắc và câu chuyện ấy có thể phai màu theo thời gian có thể để mọi người biết tới gã chủ tiệm á xá cho dù có thể chỉ biết gã là chủ một tiệm đồ cổ tôi cũng cảm thấy vô cùng vinh dự tôi không bao giờ muốn thỏa mãn mà hy vọng càng nhiều người có thể đọc được tiệm đồ cổ á xá có thể biết tới á xá hy vọng gã chủ tiệm sẽ sống lâu hơn trong tâm trí mọi người Điều này còn xúc động hơn việc gã đã sống hơn 2.000 năm lịch sử, chẳng phải sao. Dưới đây kể một chủ đề nhẹ nhàng một chút nhé. Ngày 23 tháng 9 năm 2011, Trung tâm nghiên cứu nước Lê Ông châu Âu tuyên bố phát hiện một số hạt có thể bay với vận tốc vượt qua vận tốc của ánh sáng. Phát hiện này trực tiếp khiêu chiến với thuyết tương đối của Einstein rằng không có vật chất nào vượt qua vận tốc ánh sáng các nhà khoa học nói nghiên cứu này nếu được chứng thực sẽ thay đổi quan điểm vật lý của nhân loại những hạt này quả thực được chứng thực nhanh hơn vận tốc ánh sáng hoàn toàn thay đổi cách nhìn về sự tồn tại của vũ trụ này thậm chí thay đổi mô hình tồn tại của nhân loại có nhân sĩ phân tích cho rằng có thể trong vũ trụ quả thực vẫn còn tồn tại những hạng bậc chưa biết các hạt sơ cấp đã đi tắt vào đường gần các hạng bậc khác mới chạy nhanh hơn ánh sáng vì thế mới nói có lẽ nhanh hơn ánh sáng cũng không thể xuyên thời gian không gian, nhưng có thể nhảy vọt hạng bậc giữa các vì sao. Thời đại đại hàng hải vũ trụ bắt đầu từ đây. Đi xa quá rồi. Thực ra trong tiệm đồ cổ Á Xá bốn vẫn còn một số chỗ ngầm chê trách. Ví dụ trong Thiên Như Ý, nghe nói Thái Tổ năm đó cũng từng động lòng đặt đồ ở Nam Kinh. Kết quả cũng biết rồi đấy truyền thuyết Nam Kinh bị chặt đứt long khí, triều đại đặt đô ở Nam Kinh đều bị đoạn mệnh vì thế cuối cùng lấy bắc kinh làm thủ đô đương nhiên chuyện này có thực sự xảy ra hay không cũng không thể khảo cứu nữa chỉ là nghe nói mà thôi trong tiền vô bội có giải thích về tiền mừng tuổi có thể thấy tôi rất buồn lòng vì thế nếu có tiêu thì nhất định phải tiêu tiền mừng tuổi của năm cũ nghe nói có rất nhiều bạn nhỏ đọc đến đây đều đòi bố mẹ tiền mừng tuổi bởi vì bình thường đều là bố mẹ thu giữ tiền mừng tuổi mà tôi buồn lòng lâu lắm rồi đấy được rồi bây giờ tôi vẫn còn nhận được tiền mừng tuổi e hèm nghe nói tập tục ở chỗ tôi là chưa kết hôn vẫn còn được mừng tuổi cũng không biết tôi còn được nhận đến bao giờ về kết thúc của tiệm đồ cổ á xá bốn có thể tôi lại nhận được than phiền của độc giả có điều chuyện mất trí vốn khoa trương thế cơ mà làm sao có thể không thử một lần chứ mọi người cũng đừng cảm thấy cách hành sự của lục tử cương quá cực đoan bởi vì kiếp trước anh ta ở cạnh gã chủ tiệm, cũng từng thấy gã dùng hành vu hương với người khác. Hai nghìn năm qua, gã chủ tiệm dùng cũng không ít lần. Hê hey hê! Hey. Tiệm đồ cổ Á Xá năm rốt cuộc hướng phát triển câu chuyện sẽ như thế nào? Bây giờ vẫn chưa quyết định. Vốn định kế hoạch tiệm đồ cổ Á Xá năm là tập kết thúc, nhưng dường như đầu óc tôi tưởng tượng hơi lớn. Ví dụ thu thập đồ cổ nước ngoài, tu sửa cửa tiệm rách nát, thu hồi cổ vật tà ác còn cả kho báu mới vừa đặt ra nữa hê hê không ngờ hàm ý của cái tên á xá lại cao cấp như vậy ngưỡng mộ tôi chưa ha ha đưa vào ý tưởng kho báu vô tình lại đào hố rộng thêm một chút nhìn xa xôi hơn cho dù kết thúc phần năm rồi nhưng cảm thấy vẫn còn thêm ngoại truyện nữa tôi đi ướp mặt vào tường đây đặc biệt trịnh trọng cảm ơn giám đốc triệu của nhà xuất bản trường giang và sự cố gắng của tổng giám đốc tô thuộc tri âm media tiệm đồ cổ á xá bốn mới nhanh chóng ra mắt mọi người như vậy. Cảm ơn sự cố gắng của biên tập Lộ Biên, Tiểu Yêu, còn có sự cổ vũ của biên tập mỹ thuật Dương Quang, Khả Lạc Thiến. Phiên bản truyện tranh của Á Xá cũng phải cảm ơn sự chỉ đạo tận tình của biên tập âm âm. Đương nhiên còn phải đặc biệt cảm ơn Hiểu Bạc, tới bây giờ Á Xá đã mở cửa được 4 năm, từ tranh minh họa cho tới ác bút, rồi tới truyện tranh, hợp tác với cậu ấy ngày càng ăn ý chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Cuối cùng phải cảm ơn sự cổ vũ động viên của các bạn độc giả, sự trưởng thành của Á Xá không thể thiếu sự quan tâm của các bạn. Nếu thích câu chuyện này, thích cửa tiệm này, thích gã chủ tiệm, vậy hãy tiếp tục chờ đợi nhé. 12 câu chuyện trong một tập tiệm đồ cổ Á Xá, mỗi tháng một câu chuyện, một năm một tập, tháng 5 năm, năm sau, hẹn gặp lại nhé. 23 tháng 2 năm 2014 Huyền sắc Dòng thời gian của chủ tiệm Năm 238 trước công nguyên, doanh chính 22 tuổi dựa theo thông lệ tới cụ đô ung nước tầng làm lễ đội mũ, dùng ngọc bích hòa thị nổi tiếng thiên hạ để chế tác thành ngọc tỷ. Ngọc bích hòa thị Năm 232 trước công nguyên, cơ thanh nhìn hai con dấu sừng tê y hệt nhau, cuối cùng đập vỡ một trong hai cái, ấn sừng tê. Năm 230 trước công nguyên, công tử hồ hợi chào đời, Tần Thủy Hoàng bắt đầu đại nghiệp thống nhất sáu nước. Năm 221 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước, xưng là Thủy Hoàng đế. Năm 219 trước công nguyên, Triệu Cao tặng Hồ Hợi một chiếc ti nam tiêu, ti nam tiêu. Năm 214 trước công nguyên, Hồ Hợi ham hưởng lạc, xây dựng một khu đình viện theo mô hình bàn cờ lục bát, cờ lục bát. Năm 213 trước công nguyên, Hồ Hợi vô cùng muốn Thanh Trấn Khuê mà phụ hoàng ban cho hoàng huynh phù tô. Thanh Trấn Khuê Năm 210 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng chết trong khi tuần du, triệu cao dùng bút bạch trạch để sửa di chiếu, phù tô bị giết. Gá chủ tiệm bị lừa vào lăng Tần Thủy Hoàng, bị giết, bút bạch trạch. Năm 209 trước công nguyên, Lưu Doanh có được một chiếc vua sơn mài luôn đầy nước, vu chấn ngưỡng. Năm 207 trước công nguyên, triều tần sụp đổ, hồ hợi chết, chiếc cân đồng. Năm 202 trước công nguyên, loạn lạc cuối thời tần, gã chủ tiệm đổi tên là Hàng Tính, quyết chiến với Hạng Vũ ở Cai Hạ, Hạng Vũ tự vẫn ở bên bờ Ô Giang, Ngu Mỹ Nhân. Năm 202 trước công nguyên, Lưu Bang lên ngôi lập nhà Đại Hán, trẻ trúc ghi thề, ban cho công thần đang thư thiết khế, miễn tử bài. Năm 130 trước công nguyên, Hoàng hậu Trần A Kiều bị phế truất về ở trong cung trường môn. Năm 124 trước công nguyên, Hoắc Khứ Bệnh lấy được một chiếc gương đồng từ chỗ bà dì, gương ngư văn. Năm 110 trước công nguyên, gã chủ tiệm mua được một con rối bằng gỗ ngô đồng, rối vu cổ. Năm 105 trước công nguyên, Hán Vũ Đế ngẫu nhiên mơ thấy Lý Phu Nhân đã mất đi vào giấc mộng, ban cho ông Hương Hành Vua. Sau khi tỉnh dậy hán vũ đế tìm khắp nơi không thấy, nhưng người thấy mùi hương, hương thơm hồi lâu không bay đi. Hương hành vu. Năm ba, lần đầu tiên từ đầu tới chân vương yến đeo trăm vàng, ngọc bội, sức phấn thơm, ăn vận đẹp nhất ngồi giữa cung vệ ương, trở thành hoàng hậu đại hán. Nhưng phu quân của nàng lại nhìn nàng với ánh mắt thù địch, mũ giải trải. Năm mười, lưu tú dùng đồng kim thắt đao đổi lấy một chiếc bàn tính ở một gánh hàng, viên định bàn châu trên đó không di chuyển được. Định bàn châu Năm 186, cuối đời Hán, gã chủ tiệm làm thầy dạy học ở nhà họ Chu, dạy hai học trò là Chu Du và Chu Cẩn. Lực Lưu Thanh Năm 190, Hán hiến đế Lưu Hiệp bị cầm tù, lúc sắp chết đói, thì được cho mấy chiếc bánh và một miếng câu đai bằng ngọc. Câu đai ngọc Năm 422, khi Lưu Dụ trút hơi thở cuối cùng, đã bỏ con xúc sắc luôn giúp cho ông ta đánh bạc thắng xuống. Xúc sắc ngà Năm 448, Thái Võ Đế nhà Bắc Ngụy thu được một bức tượng Phật đã nứt, phong trào diệt Phật làm quá gắt, phải chịu báo ứng khiến con cháu sau này đều chết sớm. Độc Ngọc Phật Năm 560, Cao Trường Cung có được một chiếc mặt nạ quỷ vàng, đánh đâu thắng đó. Mặt nạ vàng Năm 600, Dương Quảng khi ấy còn làm hoàng tử đã có được chiếc đặt Long Văn. Đặt Long Văn Năm 705, vị nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc nhắm mắt xuôi tay, trong lăng tẩm của bà có một tấm bia vô tự khắc bằng đá thọ sơn. Vô tự bi Năm 706, trong Á Xá trưng bày một chiếc váy có giá trị liên thành, gây ra một cuộc tranh giành theo đuổi trong giới thượng lưu ở Trường An một thời. Chủ nhân của nó chính là An Lạc Công Chúa Lý Khỏa Nhi bấy Chức thành. Năm 719, Lô Sinh buồn bã vì không được như ý nguyện, vào kinh dự thi lại thi rớt. Một hôm trên đường đi qua Hàm Đan, anh ta tựa ghế ngủ trong một khách điếm, mơ thấy mình đổ cao làm quan tới chức thượng thư bộ hộ, con cháu đầy nhà, hưởng binh hoa phú quý. Kết quả khi tỉnh mộng thấy chủ nhà nấu cơm vẫn chưa chín. Gối hoàng lương. Năm 951, từ tiệm Á Xá, Triệu Khuôn Nghĩa 12 tuổi có được chiếc triều thiên Việt mà chỉ thiên tử mới cầm được. Sau đó phát hiện ra chiếc triều này anh trai Triệu Khuôn Nhận cũng cầm được. Triều thiên Việt Năm 1061, Vương Tuấn Dân đổ trạng nguyên khoa thi năm tân Sửu. Không lâu sau, gã chủ tiệm nhặt được miếng ngọc ông trọng ngày càng nhiều vết nứt ở một ngõ hẻm trong khai phong phủ. Ngọc ông trọng Năm 1066, tháng 9 năm nhâm ngọ, đại tướng Tây Hạ Nhân Đa Hãn dẫn ba vạn tinh binh tấn công thành Hoàng Châu, đánh lâu không đổ. Con trai Vũ Tương Công là địch bệnh huyết chiến ba ngày, ba nghìn quân giết hơn vạn quân địch, cuối cùng vì tường thành sập đổ mà chiến bại. Ba nghìn quân không ai đầu hàng, hết lòng vì nước, tiền vô bội. Năm 1100, thời Tống, Á Xá đặt ở Biện Lương Khai Phong, gã chủ tiệm gặp Tống Huy Tông Triệu Cật, áo xích long được thêu thêm rồng, tứ quý đồ nhận chủ nhân tứ quý đồ. Năm 1135, thời Nam Tống, bên cầu Đoạn Kiều ở Tây Hồ, Hàng Châu, bạch lộ cho một thư sinh mượn ô, ô đạch xà. Năm 1348, cuối thời Nguyên, gã chủ tiệm tìm thấy một cây nến quen thuộc trong một ngôi chùa nhỏ. Năm 1370, ngôi chùa đó được đổi tên là Chùa Hoàng Giác, nhưng nến thì thiếu mất một cây quan trọng nhất, nến nhân ngư. Năm 1371, Ngoài chùa Hoàng Giác, chùa Nguyên Chương thôi không đuổi theo nến nhân ngư nữa, nhờ đó mà có được chiếc quạt có thể phân biệt lời nói thật và lời nói dối, quạt Ngũ Minh. Năm 1390, cả nhà Hàn Quốc công lý Thiện Trường bị chém giết, tịch thu tài sản, Lý Định Viễn ôm chiếc tráp đồng ông nội giao cho, âm thầm nghiến răng cầu nguyện. Thiên dư ý. Năm 1532, những năm gia Tỉnh Triều Minh, á xá ở Tô Châu Lục Tử Cương và Hạ Trạch Lan gặp nhau. Lục Tử Cương ở lại Á Xá có được Ngô Đao. Năm 1542, Á Xá chuyển đến kinh thành, Lục Tử Cương và Hạ Trạch Lan lại gặp nhau, côn Ngô Đao trùng phùng, cung biến năm nhâm dần, Hạ Trạch Lan bị liên lụy mà chết. Khóa trường mệnh được hoàn thành. Khóa trường mệnh. Năm 1552, Lục Tử Cương bị chém đầu vì đắc tội với hoàng đế, côn Ngô Đao. Năm 1554, Đô chỉ huy kiểm sự tỉnh Sơn Đông thích kế quan mời phu nhân duyệt binh trong doanh trại, giáo quốc lộ. Năm 1673, những năm khang hy đời thanh, á xá ở Kinh Thành, gã chủ tiệm giả làm con hát để tránh lệnh cạo đầu. Gã hẹn mua bản thảo của Hồng Thăng, ngăn ông bán hề mặt, mực đình khuê. Năm 1759, tù trưởng bộ tộc hồi hoắc tập chiếm phản loạn bị Triều Thanh truy giết, tướng quân triệu huệ bắt sống vương phi dân tặng càn long càn long phong làm hương phi để lấy lòng nàng càn long đã cho người thu thập bảy viên đá quý màu sắc khác nhau từ các nơi ở nước ngoài làm thành một chiếc vòng tay hồi ức tặng nàng vòng hương phi năm 1925, ngày 10 tháng 10 bảo tàng cố cung bắc bình được thành lập năm 1933, ngày 6 tháng 2, lô đồ cổ văn vật đầu tiên của cố cung bắt đầu xếp lên xe vận chuyển vì chiến loạn nên hàng triệu món đồ cổ bắt đầu bị di dời vạn dặm. Năm 1945, cảnh lăng mộ của Khang Hy bị trộm, chiếc chén cửu long tùy tán không biết đã mất đâu. Chén cửu long. Năm 1947, tháng 12 tại Triều Thiên Cung, Nam Kinh, tất cả văn vật đồ cổ bị di dời cuối cùng đã quy về một mối. Năm 1948, bắt đầu có nhiều văn vật liên tục được chuyển tới Đài Loan. Bồ Đề Tử Năm 1965, trong quần thể mộ vọng sơn sở gần thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, khai quật được một thanh bảo kiếm sắc bén thời chiến quốc, kiếm Việt Vương. Năm 2008, Á Xá chuyển đến một con phố thương mại cổ kính ở Hàng Châu. Một tối nọ bác sĩ đã mở cánh cửa của Á Xá. Năm 2008, gã chủ tiệm bán cho một tay luật sư trẻ tuổi chiếc nhẫn có hình xương hổ gồ lên, hộ cốt thiếp. Năm 2010, có một thị dân ở Hàng Châu nói rằng gần thôn Pháp Vân dưới chân núi Linh Ứng, họ từng tận mắt chứng kiến thấy một con thần thú lạc đà alpaca cổ dài chân ngắn. Sơn Hải Kinh Năm 2010, tiểu thuyết gia lần danh tiêu tịch rơi vào vụ hung án, gây lên cuộc tranh luận về hướng phát triển nội dung của tiểu thuyết bán chạy trong nước Ngọc Thủy Thương. Năm 2010, gã chủ tiệm và bác sĩ đi tìm chiếc áo ngọc sợi vàng còn lại mà đã đi vào địa cung Tần Lăng áo xích long. Năm 2011, Hồ Hợi phát hiện ra kiếp sau của Hoàng Huynh. Năm 2011, gã chủ tiệm và bác sĩ đi Ai Cập tìm được cuốn sách vong linh có thể hiệu hồi những linh hồn từ viễn cổ. Sách vong linh. Năm 2012, phù tô chiếm cơ thể của bác sĩ. Chủ tiệm bắt đầu thu thập 12 món đồ cổ đế vương để trấn áp càng khôn đại trận. Năm 2013, Lục Tử Cương tìm được một chiếc la bàn trong đống kỳ vật dị bảo ở Á Xá. Niết la bàn. Năm 2014, ở Yên Giao, Bắc Kinh phát hiện ra một ngôi cổ mộ thời Minh, khai quật được nhiều vật phẩm quý, trong đó có một đôi vòng ngọc chạm rỗn hình giải đồng. Bên trong có thể nhìn thấy là khoảng tên Tử Cương rất rõ ràng, được các chuyên gia bước đầu nhận định là vòng ngọc điêu khắc hiếm thấy của thợ khắc ngọc nổi tiếng Lục Tử Cương những năm gia tỉnh. Song khiêu thoát. Câu chuyện về Á Xá vẫn còn tiếp tục. Dòng thời gian 2.000 năm của chủ tiệm vẫn đang đợi bổ sung dần dần.